chào mừng quý vị đến với một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận phú cường thánh lễ tạ ơn với nghi thức làm phép trung tâm mục vụ giáo phận phú cường thánh lễ cung hiến nhà thờ thánh tâm giáo xứ tân thông giáo phận phú cường thánh lễ kỷ niệm 3 năm linh mục của cha phêrô trần văn ngữ tin giáo phận Phú Cường. Thánh lễ tạ ơn với nghi thức làm phép trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 1 năm 2019, Thánh lễ tạ ơn và khánh thành trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường do Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ sự. Cùng đồng tế với Ngài có Đức cha phê Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, Cho tổng đại diện Simon Nguyễn Văn Thu, quý cha Quảng hạt và quý cha trong và ngoài giáo phận. Cùng hiệp lễ có quý tu sĩ và bà con giáo dân trong giáo phận, quý ân nhân xa gần và quý khách mời. Bước vào bên trong nhà nguyện, Đức Cha đã làm phép nước để từ nước này làm sạch mọi vết nhơ trong tâm hồn cũng như rửa sạch những lễ vật được dâng lên Thiên Chúa. Tiếp theo, Đức Cha Du Xe đã sướng kinh vinh danh, cả cộng đoàn bắt nhịp và dâng lên Thiên Chúa lời chúc tùng chân thành nhất. Từ nơi cao này trong tiếng gió rít, lời kinh thiết tha, tâm tình tín thác, lòng người ngập tràn bình an, chắc hẳn Thiên Chúa đang mỉm cười mà chúc phúc cho những ai tôn kính Ngài, nhất là tại nơi đây. Thánh lễ tạ ơn hôm nay được mừng kính lòng Chúa thương xót, vì thế các bài đọc xoay quanh chủ đề này. Trong bài giảng, Đức cha du -xe đã nhắc lại lòng thương xót của Chúa là vô cùng vô tận. Tóm tắt bài giảng của Đức cha, lòng thương xót của Chúa đến với mọi người, mỗi người khởi đầu từ nguyên tổ, qua đời sống dân du mục và qua hình ảnh người mục tử chăn dắt đoàn chiên mình không để chúng đi lạc. Trước thềm năm mới, Cha Tổng Đại diện thay mặt giáo phận chúc Tết Đức Cha Giuse và Đức Cha Phêrô. Toàn thể cộng đoàn cùng nhau chúc mừng quý Đức Cha bằng tràng pháo tay giòn giả như lời tri ân. <laughs> Tin giáo xứ Tân Thông, thánh lễ cung hiến nhà thờ Thánh Tâm giáo xứ Tân Thông giáo phận Phú Cường vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 19 tháng 1 năm 2019. Thánh lễ đồng tế cung hiến nhà thờ Thánh Tâm giáo xứ Tân Thông do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế cùng đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Simon Nguyễn Văn Thu cùng quý cha trong và ngoài giáo phận cùng hiệp lễ có các dòng tu trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo bà con giáo dân. Sau khi làm phép, cha xứ Du Nguyễn Phát Tài đã mở cánh cửa lớn nhất để Đức Cha, Quý Cha và mọi người tiến vào nhà thờ trong niềm vui ngập tràn. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Du đã làm phép nước thánh để rảy trên dân chúng, tường và bàn thờ của nhà thờ. Đức Giám Mục đã đặt xương của ba vị thánh tự đạo, là thánh Phêrô đoàn công quý, Phêrô Phan Văn Minh và Anne Lê Thị Thành vào dưới bàn thờ, lời nguyện cung hiến. Sau khi dâng lời nguyện cung hiến cho Thiên Chúa, Đức Cha Giuse đã dùng dầu Christmas mà thánh hóa bàn thờ và nhà thờ. Đức Cha Cha Tổng đại diện và Cha xứ đã lau sạch dầu bàn thờ, đồng thời hai Cha quản hạt sức dầu vào các trụ cột nhà thờ. Sau lời nguyện hiệp lễ. Cha sở Du Xe Nguyễn phát tài, có lời cảm ơn đức cha Du Xe, cha tổng đại diện, quý cha quản hạt cùng quý cha, quý chính quyền và toàn thể cộng đoàn. Cha cũng có đôi lời chia sẻ về lịch sử hình thành giáo xứ Tân Thông từ ngày thành lập cho đến nay và đặc biệt là công việc xây dựng ngôi nhà thờ mới. Tin giáo xứ Nha Bích Thánh lễ kỷ niệm 3 năm linh mục của cha Phêrô Trần Văn Ngữ. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 1 năm 2019, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, đã về thăm giáo xứ Nha Bích và chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 3 năm thủ phong linh mục của cha phó biệt cư giáo xứ Nha Bích, Phêrô Trần Văn Ngữ. Cùng hiệp dân thánh lễ có sự hiện diện của quý cha đồng tế, ông bà cố và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ. Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan bước đến bàn thánh, dâng tiến cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng người, đưa bước tung gieo lời chân lý, hầu cứu thoát muôn dân muôn đời. Bài ca nhập lễ vang lên, đoàn rước long trọng tiến vào nhà thờ để dâng thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ về các ân ban cũng như những khó khăn mà một vị linh mục của Chúa phải đối mặt. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện nhiều cho Cha Phê-rô cũng như cho tất cả các linh mục để các ngài có đủ sức mạnh và tình yêu mà chu toàn sứ mệnh Thiên Chúa đã trao ban. Sau lời nguyện kết lễ, ông trưởng ban hội đồng mục vụ giáo xứ có lời chúc mừng và tặng hoa cho Cha Phêrô. Cùng trong dịp này, giáo xứ cũng mừng 20 năm giám mục của Đức cha Phêrô trong ngày 6 tháng Giêng năm 2019. Một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.